thông báo của cơ sở thôn Ngọc Trục. Kính thưa toàn thể nhân dân, để đạt được tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vừa qua đoàn xã Đông Lỗ phối hợp với cơ sở thôn đã trồng 200 cây xanh hai bên đường, đường cái và đường trước cửa làng để chăm sóc đường cây, giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Cơ sở thôn tổ chức trồng hoa ở dưới phần đất còn lại dưới gốc cây xanh đã trồng. Vậy 8 giờ sáng ngày hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 4, kính mời toàn thể các ông bà đảng viên, các ông bà trong các ban chấp hành đoàn thể, trưởng các ngõ xóm và toàn thể nhân dân bớt chút thời gian tập trung tại đường cái để tham gia trồng hoa, khi đi mang theo cuốc để trồng. Xin đọc lại thông báo cơ sở thôn Ngọc Trục. Kính thưa toàn thể nhân dân, để đạt được tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vừa qua đoàn xã Đông Lỗ phối hợp với cơ sở thôn đã trồng 200 cây xanh hai bên đường, đường cái và đường trước cửa làng để chăm sóc đường cây, giữ gìn bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Cơ sở thôn tổ chức trồng hoa ở dưới phần đất còn lại dưới gốc cây xanh đã trồng. Vậy 8 giờ sáng ngày hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 4 2023, kính mời toàn thể các ông bà là đảng viên, các ông bà trong các ban chấp hành đoàn thể, trưởng các ngõ xóm và toàn thể nhân dân bớt chút thời gian tập trung tại đường cái để tham gia trồng hoa, khi đi mang theo cuốc để trồng. Thay mặt cơ sở thôn, trưởng thôn Dương Văn Hợi thông báo của cơ sở thôn Ngọc Trục. Kính thưa toàn thể nhân dân, để đạt được tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vừa qua đoàn xã Đông Lỗ phối hợp với cơ sở thôn đã trồng 200 cây xanh hai bên đường, đường cái và đường trước cửa làng để chăm sóc đường cây, giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Cơ sở thôn tổ chức trồng hoa ở dưới phần đất còn lại dưới gốc cây xanh đã trồng. Vậy 8 giờ sáng ngày hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 4, kính mời toàn thể các ông bà đảng viên, các ông bà trong các ban chấp hành đoàn thể, trưởng các ngõ xóm và toàn thể nhân dân bớt chút thời gian tập trung tại đường cái để tham gia trồng hoa, khi đi mang theo cuốc để trồng. Xin đọc lại thông báo cơ sở thôn Ngọc Trục. Kính thưa toàn thể nhân dân, để đạt được tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vừa qua đoàn xã Đông Lỗ phối hợp với cơ sở thôn đã trồng 200 cây xanh hai bên đường, đường cái và đường trước cửa làng để chăm sóc đường cây, giữ gìn bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Cơ sở thôn tổ chức trồng hoa ở dưới phần đất còn lại dưới gốc cây xanh đã trồng. Vậy 8 giờ sáng ngày hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 4 2023, kính mời toàn thể các ông bà là đảng viên, các ông bà trong các ban chấp hành đoàn thể, trưởng các ngõ xóm và toàn thể nhân dân bớt chút thời gian tập trung tại đường cái để tham gia trồng hoa, khi đi mang theo cuốc để trồng. Thay mặt cơ sở thôn, trưởng thôn Dương Văn Hợi thông báo của cơ sở thôn Ngọc Trục. Kính thưa toàn thể nhân dân, để đạt được tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vừa qua đoàn xã Đông Lỗ phối hợp với cơ sở thôn đã trồng 200 cây xanh hai bên đường, đường cái và đường trước cửa làng để chăm sóc đường cây, giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Cơ sở thôn tổ chức trồng hoa ở dưới phần đất còn lại dưới gốc cây xanh đã trồng. Vậy 8 giờ sáng ngày hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 4, kính mời toàn thể các ông bà đảng viên, các ông bà trong các ban chấp hành đoàn thể, trưởng các ngõ xóm và toàn thể nhân dân bớt chút thời gian tập trung tại đường cái để tham gia trồng hoa, khi đi mang theo cuốc để trồng. Xin đọc lại thông báo cơ sở thôn Ngọc Trục. Kính thưa toàn thể nhân dân, để đạt được tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vừa qua đoàn xã Đông Lỗ phối hợp với cơ sở thôn đã trồng 200 cây xanh hai bên đường, đường cái và đường trước cửa làng để chăm sóc đường cây, giữ gìn bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Cơ sở thôn tổ chức trồng hoa ở dưới phần đất còn lại dưới gốc cây xanh đã trồng. Vậy 8 giờ sáng ngày hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 4 2023, kính mời toàn thể các ông bà là đảng viên, các ông bà trong các ban chấp hành đoàn thể, trưởng các ngõ xóm và toàn thể nhân dân bớt chút thời gian
tập trung tại đường cái để tham gia trồng hoa, khi đi mang theo cuốc để trồng. Thay mặt cơ sở thôn, trưởng thôn Dương Văn Hợi thông báo của cơ sở thôn Ngọc Trục: kính thưa toàn thể nhân dân, để đạt được tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vừa qua đoàn xã Đông Lỗ phối hợp với cơ sở thôn đã trồng 200 cây xanh hai bên đường, đường cái và đường trước cửa làng, để chăm sóc đường cây, giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Cơ sở thôn tổ chức trồng hoa ở dưới phần đất còn lại dưới gốc cây xanh đã trồng. Vậy 8 giờ sáng ngày hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 4, kính mời toàn thể các ông bà đảng viên, các ông bà trong các ban chấp hành đoàn thể, trưởng các ngõ xóm và toàn thể nhân dân bớt chút thời gian tập trung tại đường cái để tham gia trồng hoa, khi đi mang theo cuốc để trồng. Xin đọc lại thông báo cơ sở thôn Ngọc Trục: kính thưa toàn thể nhân dân, để đạt được tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vừa qua đoàn xã Đông Lỗ phối hợp với cơ sở thôn đã trồng 200 cây xanh hai bên đường, đường cái và đường trước cửa làng, để chăm sóc đường cây, giữ gìn bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Cơ sở thôn tổ chức trồng hoa ở dưới phần đất còn lại dưới gốc cây xanh đã trồng. Vậy 8 giờ sáng ngày hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 4 2023, kính mời toàn thể các ông bà là đảng viên, các ông bà trong các ban chấp hành đoàn thể, trưởng các ngõ xóm và toàn thể nhân dân bớt chút thời gian tập trung tại đường cái để